Em xin chào các bác nhá. Thì hôm nay em lại xin chia sẻ cho các bác một vườn quất chum đẹp. Thì vườn này cũng có địa chỉ ở thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Các bác có nhu cầu về mua thì lát em sẽ để số điện thoại của bác chủ vườn để các bác trực tiếp liên hệ với bác chủ vườn sẽ tư vấn giá cả cho các bác. Em mời các bác vào cùng tham quan cùng em vườn quất này nhá. Mấy hôm nay thời tiết nắng gió rất là to, nhưng cây thì vẫn rất xanh và đẹp, lá dày, quả rất nhiều. Cây xanh đen, quả xanh, quả chín. Lượng quả các bác xem thấy chưa? Lượng quả quá tuyệt vời. Để có được những tác phẩm quất chum đẹp như này thì bà con quê mình cũng rất là chăm sóc kỳ công. Và nếu các bạn về mua, bà con vẫn chăm cho đẹp đến tận lúc mà đến các bạn đánh đi, hoặc như cây chum thì đến tận lúc các bác về vận chuyển lên xe. Do thời lượng video ngắn cho nên em cũng xin dừng clip ở đây. Chúc các bác xem video vui vẻ, và các bác xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em, cũng như chia sẻ để cho bà con cùng được biết đến những vườn quất đẹp để về mua. Chúc các bác có một mùa quất bội thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.